chết nhỏ. Bữa nay Út đi chợ mua bánh gì về ăn uống? Út không có mua bánh, nhưng mà Út có mua bắp Mỹ nè. Chiều nay nhiều á, Út sẽ hấp thái và bắp Út sẽ hấp và Út sẽ nấu cốc thai cho tụi con ăn chiều nay nè. Nhưng mà tụi con cũng phải phụ Út nha. Phụ Út là chịu á, rửa cái sari này nè, rửa sari này xong rồi chích những cái đồng hộp này nè. Con lấy cái tâm á, là con sẽ lấy cái khủi cái này ra nè. Đó, khủi cái này ra xong, rửa xong rồi khủi mấy cái này ra cho Út. Để chút Út nấu á, thì nó không còn cái mài nữa. Đó, xong con cầm cái này. Còn hai bé. Cái này lột ra bỏ hộp. Xong rồi chút rồi Út sẽ chỉ xé sợ ra. Rồi cầm. Mình mua về á là mình phải ngâm trong vòng nửa tiếng đi, mình sẽ cho ớt vào để cho cái nghêu của mình nó ra bớt cát á. Bây giờ mình sẽ đi ngâm nha. Nghêu hấp thái thì mình sẽ cắt cây sả và hái cái lá chanh nha. Bây giờ mình đi cắt. Là lá chanh đó cả nhà. Thái cũng vừa đủ thôi, chứ nhiều quá thì sẽ làm cho nước hấp thái của mình nó sẽ bị đắng. Vậy là được rồi, đi vô nha. Cả nhà ơi, mình luộc bắp á, mình để đường vô á để cho đường thấm vào bắp nó sẽ ngon hơn nha. Cái cốc tay của mình gồm có mít nè, có sari nè và có thơm. Bây giờ mình sẽ cắt thơm nha cả nhà ơi. Còn hai cái nồi bắp với nồi thái mình cứ để đó. Sẽ bỏ cái cùi đi. Mình bỏ cái cùi đi chứ không cái cùi cứng lắm, là mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt theo kiểu vậy nè. Nó mỏng mỏng vậy. Nó cứ như vậy là mình cắt hết tới thơm nha. Mít ở cả nhà, mít mình sẽ xé sợ sợ ra. Mình xé sợ ra để cho dễ thấm hơn, cho đường vào và miệng dễ thấm hơn cả nhà. Xé sợ thôi ra như thế này. Trộn 3 loại lại với nhau nè các bạn. Nhà mình cho 3 loại là sari nè, với mít, với thơm lại rồi. Và bây giờ mình sẽ đông để mình cho định lượng nha. Mình tính định lượng nha. 3 chén này á, là sẽ là 1 chén đường và 3 chén nước. 5 như là 6 chén á cả nhà. 6 chén thì là 2 chén đường và 6 chén nước. Sẽ gồm 2 chén đường nè.
Thì ra mình bỏ đường vô mình sẽ ướp trong vòng 30 phút. Nhưng mà do là thi gấp quá, để cho làm cho mấy bé ăn chung với kịp cơm tối luôn. Và Thi sẽ sơn luôn, và sơn trong thời gian là lửa nhỏ nhỏ thôi, riu riu thôi nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ đong nước nè. Nó cứ 6 chén như thế này mình đổ vô đây và mình nấu sắc lại là còn 3 chén là được. Đó, và bây giờ mình sẽ nấu nha. Nấu khi sôi xong rồi mình sẽ dặn lửa riu riu lại là vừa. Và bây giờ nước sôi rồi mình sẽ nêm gia vị vào nha cả nhà. Đây là nửa lít nước á, là mình sẽ cho một muỗng đường, là nửa giá bột ngọt, cho nửa muỗng khờ no thôi. Tại vì chút là cái nước lẩu Thái của mình á, là nó sẽ có cái gia vị mặn trong đó rồi. Mình sẽ canh á, nếu mà đã chưa đậm đà thì mình cho thêm khờ no. Nửa giá lẩu Thái, bột lẩu Thái nha cả nhà. Và cái nước cả nhà thấy không, nó chưa được đậm đà thì mình sẽ cho miếng tương ớt vô. Bây giờ mình sẽ để nghiêng vào cả nhà. Nghiêng vào á, xong rồi mình đảo á mà sôi lên là vừa rồi. Mình lấy ra nha. Mình nấu nè, cái nồi nè, cốc tay của mình nè. Lắc lửa nhỏ nhỏ sơn đều là sẽ thấm á. Đây nè, nghêu hấp Thái nha cả nhà. Chiều rồi, 5-6 giờ rồi, nấu cơm hơi muộn. Cái này là cốc tai nên Su thích ăn trước. Cái này con có thể ăn với đá được nha. Có đá không? Bỏ đá vô. Bỏ đá vô lạnh lạnh đó, mình uống theo kiểu nước trái cây đó. Đó. Vui lắm cả nhà ơi. Đó, món ăn tối nay. Gấp cái gì đó nãy giờ mới được. Gấp nãy giờ mới được con nghêu á cả nhà. Người ta một đống nghêu vậy mà nói gấp nãy giờ được một con nghêu. Hết sức anh Bi. Rồi nước lẩu Thái vừa ăn không các con? Dạ vừa. Ngon Bi Su ơi. Rồi. Nó đi học về có bữa cơm ngon chưa? Ngon. Vậy à? Thì mình nói dùng từ ăn cơm là ăn sang cái này nè. Hẹn tối ăn lẩu ha. Đây nè, ăn lẩu nghêu. Mì gói, lẩu nghêu. Chắc tối mờ quá, cả nhà thông cảm nha. Chiều rồi. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon lắm. Thơm ngon. Cả nhà ơi, nghêu hấp Thái thì phải cho lá quế vô thì sẽ nó thơm và ngon nha. Con có đi học không? Không. Con ở bên ngoài luôn. Bên có.